Hoa rất là nổi tiếng trong dòng giáng hương hiện nay, và cửu bảo tiên là một những cái dòng hoa rất là đẹp này. Đó, hoa của nó rất là thơm, ngọt ngào và hoa của nó màu tím nhạt chùm dài xuống rất là xinh như anh chị em có nhìn trên màn hình này đấy ạ. Rất là đẹp đúng không ạ? Và cây của nó hiện tại thì đây là cây giống, cây rất là khỏe này. Đó, lá của nó bóng láng rất là xinh. Em thảo bán với giá là 220.000 một chậu. Mua 2 chậu là 400 nhá cả nhà nhá. Cây rất là đẹp luôn đấy ạ. Khoảng tầm 5 cặp lá. Đó, xinh lắm. 4 đến 5 cặp lá rất đẹp. Đó, lá láng xinh cực luôn. 220 một chậu, 2 chậu là 400 nhá. Và trong hơn 10.000 cây hoa lan của nhà em Thảo thì em Thảo đã chọn ra được hơn 300 cây, gần 400 cây hoa, những cái hàng hơi yếu và những cái hàng bị mất nước và một số hàng thì hàng hoàn về. Đó, những cái cây như cả nhà có nhìn thấy này. Đó, những cây nào còn thành thì em sẽ gửi cho cả nhà nhé. Và hiện tại thì cây nó là cây 52 này, là có một số cây đang mọc thân tơ này. Đó, cả nhà có nhìn thấy. Còn số một cây đang vật này, cả nhìn thấy các bạn. Đấy. Đây. Đây này. Những cây này em Thảo đã đánh dấu vào gốc hết rồi. Đó. Đấy. Một số hàng thì hàng hoàn về. Em bán thanh lý nhá. Và bình thường những cái chậu đẹp này em Thảo bán với giá là 70.000 đến 75.000 đấy ạ. Hôm nay em thanh lý với giá rất là mềm. 25.000 một cây, mua 10 cây thì em Thảo bán với giá là 230.000 đây ạ. Gồm có 10 loại như này, gồm có 30 loại này. Thì em Thảo có đánh dấu rồi. Thì anh chị em nào lấy loại nào thì có thể là gọi điện để đặt hàng với nhà em. Lô đầu tiên em gọi là lô thanh lý G này, cả nhà các bạn nhìn thấy gồm có 5 loại nù này, đó, và 5 loại hồng rất là đẹp này. Tiếp theo là lô thanh lý T. Lô thanh lý T này là gồm có là 5 loại nù, mà nù khác nhau, và 5 loại gồm có cánh ám với lại cánh bầu gái nhảy này. Và đây là gọi là lô thanh lý E nhé cả nhà nhá. Lô thanh lý E này thì gồm có là 5 loại hồng và loại này. Đấy. Nắm lại là em đã ghi tên hết cho mọi người rồi, nên là mọi người anh chị em nào lấy lô nào thì có thể gọi điện đặt hàng với nhà em. Đó, thì trong hơn 1 vạn cây, đây những cây này rất là phi điệp hồng yên thủy, hàng gieo hạt được rất nhiều anh chị em yêu mến. Và đây cây của nó đây ạ, cây chơi thân lá rất là xinh, và đây chính là mặt bông mẹ của nó đây, cả nhà nhìn thấy ạ, rất là dễ thương đúng không ạ. Và vì nó là giai đoạn đầu sinh trưởng nên là nó chưa cao lắm đâu, nó chỉ cao khoảng tầm 6 cho đến 10 cm, nói chung là rất là đẹp ạ. Khoảng tầm 3 thân tơ, 2 đến 3 thân tơ này, có cây có 4 thân tơ nhưng nó hơi thấp. Thì ra mua khoảng 3 thân tơ thì nó sẽ cao hơn. Đó, em Thảo bán giá rất là mềm luôn ạ. Em bán với giá là 270.000 một chậu, mua 2 chậu là 500.000 nhá. Anh chị em nào yêu mến thì có thể sưu tầm. Giáng hương mặt trời đỏ là con lai rất thành công giữa Bangkok Sunset và cây Vanda, nên là cho một cái dòng hoa cực kỳ là đẹp này, rất là thơm, và đặc biệt là cái này chơi lá cũng rất là xinh nữa. Cái dòng lá xếp, dòng thẳng đứng lên rất là đẹp này, cả nhà nhìn thấy không ạ? Đó. À, em Thảo bán với giá cực kỳ là mềm ạ. Em Thảo bán với giá là 130.000 một chậu, mua 2 chậu là 250 nhá cả nhà nhá. Đó, một đôi cho nó hoàn hảo đúng không ạ? Này, cây xinh chưa? Đấy, xinh lắm. Cây giống nhá. Khi nhắc đến kiều thì chúng ta nghĩ ngay đến một cái dòng hoa có vẻ đẹp kiều diễm và ngọt ngào đúng không ạ? Hôm nay thì em Thảo có 2 dòng, đó chính là kiều lộc bắc và kiều mỡ gà. 2 dòng hoa này đều có cái dòng thân vuông rất là đẹp luôn. Đó, xinh lắm. Nói chung là đây là dòng hoa của Thái nhá. Bên Thái thì họ chủ yếu là lai tạo ra những cái dòng hoa với mặt bông đẹp thôi. Và hai cái mặt bông này cực kỳ đáng để chúng ta sưu tầm. Hàng để gây giống từ 5 cho đến 7 thân tơ, 8 thân tơ. Bình thường những chậu này em Thảo bán với giá là 200 hơn đấy ạ. Em Thảo bán ngày hôm nay chỉ có 170.000 thôi. Mua combo 2 màu thì em Thảo bán là 300.000 nhá. Đó, cây rất là xinh. Đây là dòng thân ngắn. Đó, nói chung cái dòng hoa cực kỳ đáng để chúng ta sưu tầm đấy ạ. Ngày hôm nay nhà em Thảo có những chậu kiếm khủng này. Đây là kiếm viền hồng môi rồng nhá cả nhà nhá. Cái dòng kiếm này rất là đẹp đây. Cái dòng kiếm lá ngắn, nói chung là xinh lắm, cả nhà nhìn thấy không ạ? Rất là nhiều tép luôn. Chắc là khoảng tầm trên 20 tép. Và tới này mọi người sẽ cho bông luôn đấy ạ. Mặt bông thì như cả nhà đang nhìn trên hình đấy ạ. Và cái dòng này chơi thân chơi lá thì cực kỳ là đá luôn. Mãi đợt vừa rồi em Thảo có quay TikTok ấy, em có những cái chậu này. Đây, đẹp chưa? Xinh lắm. Đó, mãi mới có thời gian để quay, bởi vì là chạy hàng mùng 8 tháng 3 rất là nhiều luôn. Đó, đây này. Đây là những cái cây rất là xinh. Nói chung là cái dòng kiếm này thì là cái hàng kiếm khủng. Em Thảo bán là 650 một chậu. Số lượng thì em Thảo không có nhiều đâu nhá. Đó, đây, kiếm khủng này. Còn nó này cả nhà các bạn nhìn thấy này. Đó, lá của nó rất đẹp luôn. Nói chung là cái dòng này chơi thân chơi lá thì cực kỳ là đã luôn ạ. Và người ta ví là nuôi một cây kiếm ở trong nhà giống như nuôi một con lợn nái đúng không ạ. Cây rất là đẹp mà đẻ cực kỳ là nhanh luôn. Đây là những chậu đai châu lá mít lá xếp của nhà em Thảo này. Đó, nhìn thấy lá của nó xinh quá ạ. Rất là đẹp nhá, dòng lá xếp. Đó, đây này.
Đã trầu lá mít này em Thảo bán là 170 này. Mua 2 chậu em Thảo bán với giá là 300 nhá cả nhà nhá. Đâu chờ đa trầu lá mít lá xếp. Đó, mỗi một chậu của nó chỉ có một thân thôi. Đó, xinh lắm. Anh chị em nào yêu mến thì chúng ta có sưu tầm này. Đó, dòng lá ngắn này cực kỳ là đẹp. À, có màu hồng đốm và màu đỏ đốm. Ngoài ra thì còn có dòng thân xanh nữa. Thì cái dòng thân xanh thì nó có thể nở ra là màu cam này, hoặc là màu hồng cánh sen, đúng không ạ? Hoặc là màu trắng. Đấy, nó có hai màu này. Và đã trâu lá mít này thì không có nhiều đâu. Số lượng thì em không có nhiều nhá. 170 mua 2 chậu là 300. Ngày hôm nay nhà em Thảo có một cái dòng cây phi điệp cực kỳ là đẹp đúng không ạ? Riêng nói đến phi điệp thì là một cái dòng hoa được rất nhiều cô chú anh chị ưa chuộng đúng không ạ? Và với cái nhu cầu như vậy thì có rất là nhiều những cái dòng hoa đang được lai tạo ra với mặt bông cực kỳ là xuất sắc luôn. Đó, vừa chơi thân được, vừa chơi lá được đúng không ạ? Đây chính là cây phi điệp á mắt ngọc, dòng lá của nó là dòng lá nhựa rất là đẹp nhá cả nhà nhá. Đó, phi điệp mắt ngọc hay gọi là phi điệp mắt ngọc đi cho nó dễ gọi nha cả nhà nhá. Cây của nó cao khoảng tầm từ 35 cho đến 45 cm. Đó, em sẽ lựa cho cả nhà những cái chậu dài cho cả nhà gửi trước này. Đây này, từ có cây thì chỉ 34 thôi nhưng mà có cây thì là 4 mấy này. Đây, xinh lắm. Em Thảo bán với giá là 250 một chậu. Mua 2 chậu em Thảo bán 450 nhá cả nhà nhá. À, đây là những chậu đa châu cam lửa và đa châu cam hồng của nhà em Thảo này. Đấy, cây rất là xinh luôn. Đó, mỗi bảng của nó gồm có 2 cây nhá cả nhà nhá. Hàng để gây giống, năm sau chúng ta sẽ xem bông nhá cả nhà nhá. Đấy. À, bên này là cam hồng này. Đó. Cây cam hồng thì nó to hơn một chút. Mặt bông thì cả nhà đang nhìn đấy ạ. Đó, em Thảo bán với giá là 200.000 một bảng lẻ. Còn anh chị em nào mà mua một combo 2 bảng cam hồng và cam lửa thì em Thảo bán 350 nhá. Đó, cây rất là xinh đấy. Cây để gây giống cực kỳ đẹp luôn. Nó ghép vào bảng gỗ như này thì về chúng ta chỉ việc là chúng ta buộc cái này vào trong cái trụ của chúng ta, hoặc là chúng ta đặt nguyên vào cũng được. Đó, cây rất là xinh để gây giống nhá. Đây là một cái dòng dáng hương được rất nhiều anh chị em yêu mến, đó chính là dáng hương đuôi chồn, là chồn 5N nhé cả nhà nhá. Cây rất là đẹp và mặt bông thì như cả nhà đang nhìn đây. Đó, cái cây của nó khoảng tầm 6 cặp lá đến 7 cặp lá này. Đó, cái dòng này, cái dòng chơi thân lá rất là đẹp đây. Có cả rễ thì anh chị em không thích thì chúng ta có thể dùng lưỡi lam chúng ta cắt lá đi, cắt rễ đi, sau đấy là chúng ta bôi keo liền sẹo vào. Em Thảo bán là 220.000 một chậu, mua 2 chậu em Thảo bán 400 nhé cả nhà nhá. Cái dòng này cây rất là đẹp này. Đấy, chồn 5N. Ở trên này đây ạ, em lấy xuống quay cho nó. Đây là những cái chậu cây phi điệp hồng mỹ nhân hàng gieo hạt này cả nhà có nhìn thấy. Cây lần này là rất là cao so với lơ cây lô lần trước đúng không ạ? Rất là đẹp này. Đó. Cây cao từ 18 cho đến 25 cm. Có cây của nó là cao khoảng đây này, đúng rồi, tầm đấy thôi. Cây xinh lắm, có cây thì cao 30 cm nhưng mà thấp thôi, không có nhiều đâu. Đây này, nếu mà cao 30 cm nó sẽ có ít thân tơ hơn. Cây của nó từ 2 cho đến 3 thân tơ. Đó, đây là hàng gieo hạt nhá, xinh lắm. Khi mà em gửi cả nhà chắc em sẽ gỡ cái thanh này đi, bởi vì là gửi đi nó cồng kềnh ấy, nó ảnh hưởng đến cây của mình. Đấy, thân lá rất là đẹp, đang đi ngọn này. Cái cây này lô năm ngoái em Thảo bán được rất nhiều luôn. Đấy, cây cũng rất nhiều anh chị em nở ra những cái mặt bông rất là xinh. Em Thảo bán hồng mỹ nhân với giá 270.000 một chậu. Mua 2 chậu là 500.000 nhá cả nhà nhá. Cây xinh lắm luôn đấy ạ. Và đây bên cạnh nam cánh trắng lâm sung thì nó là nam cánh trắng lâm đồng này, cả nhìn thấy rễ của nó này, xinh chưa? Đó, thân xanh sạch này. Đó, đây là hàng gieo hạt với mặt bông mẹ, cả nhà có nhìn thấy cây rất là đẹp đúng không nào? Thân xanh sạch. Xinh lắm và cũng là giai đoạn đầu sinh trưởng đây, cây năm 2 nhất là cái thân tơ của nó cũng cao khoảng tầm 8 cho đến 10 cm thôi. Đó, nói chung là cây của nó xinh. Mấy cây này cho những cái cây năm cây, những cái thân này này nó sẽ cho bông bói mùa tới này luôn đấy. Nó đang trong quá trình rụng lá rồi. Đó. Mặt bông mẹ của nó thấy rất đẹp đúng không ạ? Thân của nó chơi cực kỳ là xinh luôn ạ. Một thân già với khoảng 2 đến 3 thân tơ. Đó, cây của nó cao hơn cây lâm sung một tí. Này, cả nhà nhìn thấy không? Đó. 18 đến 20 cm. Thân già, còn thân tơ thì nó cũng xem như nhau. Em Thảo bán là 240.000 một chậu, mua 2 chậu là 450 nhá cả nhà nhá. Đó. 450.000 nhá. Đó, xinh chưa? Ngày hôm nay nhà em Thảo được cái dòng hoa rất là nhiều cô chú anh chị yêu mến và rất là bắt mắt, đó chính là cây phi điệp năm cánh trắng môi trái tim. À, đẹp như cả nhà đang nhìn trên hình đến đây, và đây là cây đang mọc thân tơ này. Đấy, nhìn ạ, đang mọc mầm gốc xinh lắm. Đó, còn có cây lớn của nó thì đang xuống lá chuẩn bị cho bông, nên là chúng ta mua về chúng ta có thể làm giống này và vừa chơi bông luôn đúng không ạ? Đây, cây của nó cao khoảng tầm từ 30 cho đến 35 cm, rất là đẹp luôn. Đấy, cây đang xuống lá nhá. Em Thảo bán với giá, bình thường những cái chậu này vì nó là hàng ươm ki nên là giá của nó sẽ cao đấy ạ, không bao giờ dưới giá 250 đấy ạ.
Hôm nay em Thảo chỉ bán với giá là 220.000 một chậu. Mua 2 chậu là 400 nhé cả nhà nhá. 5 cái trắng môi trái tim rất đẹp. Đấy, xinh chưa? Đây là những chậu di linh xuân của nhà em Thảo này, cả nhà gọi nhìn thấy. Đấy, phun một ít là cái ki duy xanh lên thôi là nó tô tủa những cái ki ra luôn. Đó, đây anh chị em có thể mua về chúng ta cắt cái này ra này, cắt ra sau cho nó trồng. Đó. Thân tơ của nó cao khoảng tầm 10 từ 8 cho đến 10 cm, còn cái thân già của nó cao khoảng tầm 20 cho đến 22 cm đấy. Đó, nói chung là cây xinh lắm. Đấy. Nhìn này. Đó. Di linh xuân này em Thảo bán với giá là 250 này, mua 2 chậu là 230 nhá. Đó, cây này trồng bằng giá thể vỏ thông và cái rễ của nó này, nhìn này rễ nó khỏe chưa? Đó, anh chị em mua về chúng ta cứ thay chậu bình thường thôi. Đây là những chậu cây mắt đỏ Hòa Bình này, cả nhà quận nhìn thấy. Cây này là cây 52, cả nhà quận nhìn thấy này, xinh ra. Đấy, nếu mà em gửi cho cả nhà thì em sẽ tháo cái này đi nhá, bởi vì là sẽ đỡ bị dập cây, à, nhìn thấy không ạ? Đó, nhìn nù giống như là cây nù rút ngắn luôn đúng không nào? Mỗi một chậu của nó khoảng tầm 2 cho đến 1 đến 2 thân tơ rất là đẹp này. Đó, thân của này nhìn tím lịm luôn. Đẹp lắm, mà nhìn ở ngoài cực kỳ là xinh luôn. Đó. Và mặt bông mẹ của nó đây, nếu mà chỉ cần một giọt sương hoặc là một giọt nước vào thôi là giống như là một cô gái khóc ra máu luôn, đỏ lem luôn. Đấy, đẹp chưa? Đây. Khoảng tầm 20, từ 18 cho đến 20 cm, à, thân già. Còn nếu mà thân tơ thì cũng cao xem thôi, cũng khoảng tầm 8 cho đến 10 cm thôi, vì nó là giai đoạn đầu sinh trưởng mà. Mắt đỏ Hòa Bình em Thảo bán với giá là 260.000 một chậu. Mua 2 chậu em Thảo bán là 500.000 nhá. Cây rất là đẹp luôn đấy ạ. Đó, cây không thể chê vào đâu được. Đó. Tím này. Ngày hôm nay thì nhà em Thảo còn có một vài chậu cây đa châu lá bươn và đa châu cặp đôi rất là xinh. Và có đa châu lá mít nữa. Và những cái chậu này thì là gia đình em bán ngày hôm nay thanh lý nhá. Đó. Đầu tiên đây là những cái chậu đa châu lá bươn này. Lá bươn là dòng lá xếp, đây là đa châu đỏ với đỏ đốm nhá cả nhà nhá. Như anh chị em biết rồi đúng không ạ? Đa châu lá bươn thì được rất nhiều anh chị em yêu mến, bởi vì khi mà cây hoa này nè, cây đa châu lá bươn này mà cho bông đấy ạ, bông của nó rất là dài và càng lớn cây hoa của nó, cái lá của nó càng to và càng dài ra thì người ta gọi là cây châu lá bươn. Em Thảo bán thanh lý bình thường những chậu này là nếu mà Tết đấy ạ, không bao giờ dưới 800 luôn. Và ngày hôm nay em Thảo bán thanh lý với giá chỉ có 300.000 một chậu thôi ạ. Đó. 300.000 một chậu em bán đồng giá luôn nhá, bởi vì em còn có mấy cây thôi nên là em thanh lý. Nè. Và lá của nó này ạ, cả nhà có nhìn thấy này. Lá của nó như này thì không ảnh hưởng gì đâu nhá, bởi vì trong quá trình lớn lên thì chúng ta không thể tránh khỏi được. Đấy. Còn đây là một cái đa châu lá mít này, lá của nó hơi lỗi một chút xíu thôi. Là dòng đa châu thân xanh ngọc, em bán thanh lý là 350. Đó, đây. Anh chị em nào yêu mến thì chúng ta quay sưu tầm. Đó, số lượng không có nhiều đâu ạ. Đây những cái đa châu cặp, đa châu lá đôi, là đa châu lá, đa châu đôi của nhà em Thảo rất là xinh này, cũng bán 350 một cặp thôi. Đó. Bởi vì là nhà em chuyển qua làm hàng cây giống nên là những cái cây này em bán thanh lý. Anh chị em nào mến thì chúng ta sưu tầm. Đó, cây rất là xinh. Đa châu là cây trưởng thành lá to, 350. Chị đang nhìn đây chính là một những cái mặt bông rất là xinh xắn đấy ạ. Đấy. Tím nhưng mà không tím bằng cây châu như đoạn. Đó. Cũng đang mọc rất nhiều là con đằng sáu đống luôn. Và mỗi thân của nó vì nó là đầu mùa xuân nên nó chỉ cao khoảng tầm 6 cho đến 7 cm thôi nhá cả nhà nhá. Đó. Em Thảo bán bệt Easo với giá là 220.000. Bây giờ đầu mùa xuân thế này chúng ta mà sưu tầm về và chúng ta chăm sóc đấy thì nó sẽ lớn cực kỳ là nhanh luôn, bởi vì những cây này rất là khỏe luôn ạ. Vì điệp nù 68 được rất nhiều cô chú chị yêu mến và muốn sưu tầm. Và đây là hàng gieo hạt với mật bông mẹ, cả nhà có nhìn ở trên màn hình này đấy ạ. Rất là đẹp và dễ thương đúng không ạ? Đây cả nhà bạn nhìn thấy này. Mỗi một chậu của nó gồm có 2 thân, 1 đến 2 thân và đang mọc khá là nhiều những cái thân tơ nữa này. Đó. Còn những cây nào chưa mọc thì nó đang trong quá trình mọc rồi đó. Đây này, nhìn thấy không ạ? Xinh lắm. Và đây là cây 52 nhé cả nhà nhá. Cây cao khoảng từ 10 cho đến 12 cm thôi, không quá là cao đâu ạ. Đó, những cái thân tơ của nó đang mọc lên. Cây rất là xinh xắn, riêng cái dòng chơi thân này nó cực kỳ là dễ thương rồi đấy ạ. Em Thảo bán nụ 168 với giá là 240.000. Anh chị em nào mua 2 chậu em Thảo bán 450. Đi ngọn rất là xum xuê luôn. Đây là phi điệp ma bó nhé cả nhà nhá. Ma bó đây là hàng gieo hạt với mặt bông mẹ rất là xinh xắn và dễ thương. Những thân tơ của nó thì chưa quá là dài đâu, bởi vì là bây giờ mới bước vào mùa xuân mà. Chỉ cao khoảng tầm 6 cho đến 7 cm thôi, nhưng mà nó nhiều thân lắm này. Đó. Từ giờ đến cuối mùa là được rất là cao luôn đấy ạ. Em Thảo bán phi điệp ma bó với giá là 250.000.
Đó, phi điệp ma bó hàng gieo hạt. Phi điệp lộc bắc hàng gieo hạt. Đây cả nhà các bạn nhìn thấy mỗi một cây của nó rất là xinh xắn và dễ thương đấy ạ. Sẽ đo cho cả nhà xem nhá. Cây cao khoảng tầm từ 17 cho đến 18 cm rồi đấy, 15 cho đến 20 cm rồi. Đó, đây này, 15 cho đến 20 cm đây. Đó, đây là cây năm 2 rồi nên là còn những cái thân già này. Đó, những cái thân này tới này về nó có khả năng nó sẽ mọc hoa, có cho hoa này. Đó. Bệt núi chúa em Thảo bán 240.000. Cây rất là. Ngày hôm nay nhà em Thảo trên quý khách hàng những chậu cây phi điệp năm cánh trắng lâm sung với mặt bông mẹ cực kỳ là đẹp và xuất sắc đúng không ạ? Rất là xinh và dễ thương. Và cái dòng này là xanh sạch đây như cả nhà đang nhìn đã. Đó, cây rất là đẹp nhá, nhìn thoáng qua thì không khác gì hàng ươm kỳ đúng không nào? Và đây là cây năm 2 là mới bắt đầu giai đoạn đầu sinh trưởng nên là cây thân tơ của nó chỉ cao khoảng tầm từ 8 cho đến 10 cm thôi ạ. Mỗi một chậu của nó khoảng tầm 2 cho đến 3 thân tơ, rất là xinh. Đấy, bình thường những chậu này là em Thảo bán khoảng tầm 250 cho đến 270 đấy ạ. Hôm nay em trên quý khách hàng chỉ với giá là 220.000 một chậu, mua 2 chậu là 400.000 nhá cả nhà nhá. Và khi mà gửi thì em Thảo sẽ gỡ cái thanh sắt này để cây hoa của chúng ta không bị ảnh hưởng ạ. 400.000 2 chậu này. Đó, giá cực kỳ là đẹp luôn. Và tiếp theo đây là combo M. Đó, combo M thì em cũng giảm từ 750 xuống còn có 300.000 nhá. Đấy, cả nhà có nhìn thấy này, gồm có những cái chậu phi điệp nó cao khoảng tầm 4 cho đến 5 cm thôi, cả nhà có nhìn thấy, nhưng mà cây của nó rất là khỏe này, cây năm 2 này. Đấy, cả nhà nhìn thấy không ạ? Đây là cái năm nhất của nó này. Phi điệp hồng mỹ nhân. Thứ hai là cây phi điệp hồng yên thủy này. Đấy. Và đây là cây phi điệp bảo bảo này. Đấy, cũng là cây năm 2 này, một thân thôi. Phi điệp mắt đỏ hòa bình, đỏ tía luôn này. Đó. Phi điệp hồng mẫu hậu. Đó. Cây cánh bầu hòa bình, cả nhà nhìn thấy nhá. Cây hòa bình thì lúc nào nó tím hơn một chút và nó cái lá của nó vẫn dày dặn hơn so với những cái dòng khác này. Đó. Tiếp theo, đây là cây châu Như. Đấy, châu Như này. Cây gái nhảy này, phi điệp gái nhảy này. Đó. Ám hòa bình này. Ám phú thọ này. Đó, cây của nó dài khoảng tầm 4 đến 5 cm thôi ạ. Chủ yếu là một thân. Đó, đây là combo này. Combo này gọi là combo M nhé cả nhà nhá. Đây những cái cây của nhà em Thảo đây. Đó, nhiều chưa? Đây là những chậu cây phi điệp lá mít hòa bình, rất là đẹp đấy ạ. Riêng cái dòng này chơi thân lá thì cực kỳ là đã luôn. Nó là hàng gieo hạt nhé cả nhà nhá. Và nó là hàng gieo hạt thôi nhưng mà nhìn cái thân lá của nó cũng rất là đã nhá, rất là đáng để chúng ta chơi. Đấy, cây năm 2 rồi nên là có cây nó đang bật thân tơ khá là nhiều và có cây của nó mới bắt đầu bật này. Đấy, cây rất là xinh, thân lá thì nó đang trong quá trình rụng lá rồi. Đó, tới này sẽ cho bông vói luôn. Đây này, đang bật này. Đấy. Và mỗi một cây của nó không quá là cao đâu ạ, cao khoảng tầm từ 22 cho đến 27 cm, cây rất là xinh nhá. Đấy, cây năm 2 rồi cái độ thích nghi môi trường nó rất là cao. Em Thảo bán là 220.000 một chậu, mua 2 chậu là 400 nhá cả nhà nhá. Giá cực kỳ là mềm ạ. Và bắt đầu bước vào tháng 2 thì cây hoa lan của chúng ta bắt đầu bước vào mùa sinh trưởng, đây gọi là giai đoạn đầu sinh trưởng đúng không ạ? Bắt đầu hình thành những bộ rễ mới và nảy mầm gốc. Và em Thảo sẽ giới thiệu cả nhà về từng loại để chúng ta chăm sóc hoa lan của chúng ta một cách tốt nhất. Và bây giờ thì mùa xuân rồi. Đó, nên là chúng ta nên mua cho mình những cái lò bả sen này về để chúng ta phòng ngừa đúng không ạ? Bởi vì là những cái mầm gốc khi mà lên mà những cái con sen nó ăn vào thì rất là xót xa đấy ạ. Một cách là cố định nhất đúng không ạ? Đó chính là chúng ta sẽ sử dụng cái phân chùn quế này, phân dạng viên nén 100% từ phân con giun quế. Cái này thì sẽ vừa giúp là cung cấp chất dinh dưỡng, vừa là giá thể để cố định cho độ ẩm nhất định cho cây cần thiết đúng không ạ? Và cái dòng hoa, cái chất dinh dưỡng này nó còn giúp là đẩy quá trình nhanh ra rễ cho cây phát triển tốt hơn đúng không ạ? Vừa là giá thể vừa là phân bón rất là tốt. Một gói như thế này em Thảo bán với giá là 20.000, là nửa cân nhé cả nhà nhé. Xinh lắm. Nói chung là cái dòng này rất là nhiều công dụng luôn. Và bây giờ đang là loại phân tốt nhất dùng cho cây của chúng ta đúng không ạ? Vừa làm giá thể vừa làm phân luôn. 20.000 một gói. Và bên này đây chính là phân tan chậm. Đó chính là phân tan chậm 14, 13, 13 đúng không ạ? Cái dòng này thì nó sẽ là cung cấp vi lượng kali lân cho cây, giúp cây của chúng ta có thể là cung cấp thức ăn và cung cấp
chất dinh dưỡng để cây của chúng ta, cái quá trình trao đổi chất của chúng ta diễn ra nhanh hơn, đúng không ạ? Nhưng mà cái này thì đặc biệt là chỉ sử dụng cho cây trưởng thành thôi nhé. Những cây nào mà chưa ra rễ thì chúng ta không được sử dụng ạ. Cái này thì em bán với giá là 120.000, đây trên này 126.000 ạ. Gói này gói 1 cân nhé cả nhà nhé, phân tan chậm của Nhật. Đó, em có 2 dòng. Nếu như tháng 3, tháng 4 lan bước vào thời kỳ sinh trưởng thì tháng 5, tháng 6 là cây sinh trưởng khá là mạnh đúng không ạ? Nhưng mà lại gặp phải cản trở những đợt mưa kéo dài các bạn, nên chúng ta chẳng dám là phun chất kích thích tăng trưởng nào cả, bởi vì sợ là bị trồng bị thối nhũn đúng không ạ? Và khi mà bước vào tháng 8, tháng 9 trở đi thì cái mùa này là cái mùa khô rồi, nên là rất là hạn chế được cái vấn đề lá chống thối nhũn đó, nên vì vậy là chúng ta cần phải bổ sung rất là nhiều những cái chất dinh dưỡng để cây của chúng ta phát triển mạnh nhất, đúng không ạ? Và dồn chất dinh dưỡng để cây cho hoa. Và hai cái thành phần không thể thiếu đó chính là siêu lân và siêu lân, siêu kali, là hai chất cực kỳ là quan trọng và không thể thiếu trong 3 tháng cuối năm này, đúng không ạ? Và nó cũng là hai chất quan trọng nhất. Và đây, đầu tiên đó chính là siêu lân. Siêu lân thì nó có nhiệm vụ là chống rét khi cây lan của chúng ta bước vào mùa đông. Thứ hai là chống nghẹt rễ, đúng không ạ? Và giúp cây của chúng ta sinh trưởng một cách tốt nhất. Đồng thời nó sẽ giúp là cung cấp chất dinh dưỡng, đẩy nhanh quá trình ra hoa và phân bám mầm hoa cho cây lan của nhà mình. Và tiếp theo đó chính là kali. Thì kali nó sẽ có nhiệm vụ đó chính là vận chuyển nước và chất dinh dưỡng từ gốc lên đến ngọn. Nó như vậy thì nó sẽ làm trung hòa chất dinh dưỡng cho toàn bộ cây của chúng ta, giúp cho cây của chúng ta có thể là phát triển một cách toàn diện, đúng không ạ? Và khi mà chúng ta pha thì chúng ta sẽ pha 2 lần với 1 kali để cho chuẩn nhé cả nhà nhé. Và để mà đủ một liệu trình cho cây hoa lan của chúng ta thì chúng ta nên mua là 10 lần và 5 kali. Và 10 lần và 5 kali. Riêng cái này thì chúng ta 1 tháng chúng ta có thể phun được 2 lần, được 3 lần nhé cả nhà nhé, từ 2 đến 3 lần nhé cả nhà nhé. Đấy, đó chính là siêu lân và siêu kali, hai chất cực kỳ là quan trọng giúp cho việc phân bám mầm hoa cho các cây của mình, đúng không ạ? Đồng thời nó sẽ giúp cây của chúng ta phát triển một cách tốt nhất, vượt bậc nhất, đúng không ạ? Đây, siêu ra hoa này, siêu đậu quả, kích thích ra rễ cực mạnh đây. Đó. Siêu lân thì em Thảo bán với giá là 10.000 một gói, còn kali là 20.000 một gói. Và decamon này nó sẽ giúp là điều hòa sinh trưởng cho cây, đúng không ạ? Giúp lá hình thành và giúp cây hoa lan của ta hình thành bộ rễ hình xương cá, đúng không ạ? Đó, decamon này em bán 70.000 một lọ. Ngoài ra thì cái decamon này nó còn là kích thích sự nảy mầm, ra rễ đâm chồi. Đây này, đấy, chỗ bông đồng loạt này. Đấy. Tiếp theo, một cái sản phẩm phân bón lá, đó chính là NPK 3010, đúng không ạ? Làm cái dòng hóa giúp cây của chúng ta có thể lá đẻ nhánh khỏe và ra lá rất là tốt, đúng không ạ? Ra thì nó còn giúp lá tăng sức đề kháng cho cây, giúp cây của chúng ta có thể lá chống được những cái bệnh, đặc biệt là giúp cây của chúng ta có thể là quang hợp một cách mạnh nhất. Đó. Đây, em bán này, NPK 30 10 10 này em bán 25.000 phân bón lá nhá. Ngoài ra thì gia đình em Thảo còn có một cái dòng phân bón lá. Đây. Phân bón lá này em bán 70.000, đây là hàng của Thái. Đấy. Tiếp theo, vitamin B1 này em bán là 50.000 một lọ. Đó. Vitamin B1 thì nó sẽ giúp kích thích và điều hòa sinh trưởng, đúng không ạ? Và tăng cường sự sinh trưởng của bộ rễ, giảm bớt các độc tố có hại cho cây trồng. Và đặc biệt là tăng sức đề kháng của cây, đúng không ạ? Chống hạn, chống sốc cho cây. Và tiếp theo đây là Super Home này cũng là một cái dòng để bón lá, đúng không ạ? Nó có tác dụng đó chính là đâm chồi nảy đẻ nhánh này, phát triển bộ rễ, tăng cường khả năng kích ứng và chống chọi với thời tiết, đúng không ạ? Đấy. Super Home này em bán là 85.000, đây là hàng cao cấp nhé cả nhà nhé. Rất là, thế là em có 3 dòng đấy. Tự nhiên lúc nãy là phân bón lá thì em có 3 loại, cô chú anh chị có thể chọn cho mình một loại cũng được. Tiếp theo đó chính là vitamin Super Thai, đúng không ạ? Đó chính là hormone tăng trưởng. Nó cung cấp là các chất dinh dưỡng để kích thích sự tăng trưởng cho cây, cải thiện chất lượng của đất trồng, đúng không ạ? Đặc biệt là cái dòng này nó sẽ giúp hoa lan của chúng ta sẽ to hơn, rực rỡ hơn, đúng không ạ? Cây của chúng ta phát triển mạnh hơn. Và cái dòng này thì sử dụng được cho mọi giai đoạn cây của chúng ta. Một lọ Super Thai em bán 120.000, lọ này lọ to nhé cả nhà nhé, lọ to đấy. Đó. Và đây là thẻ ghi tên này. Đấy, thẻ ghi tên. Thẻ ghi tên này để em bán với giá là 70.000, được nhiều lắm, được 100 cái hay sao ấy. Đấy. Đây. Và riêng đối với dòng kích rễ thì nó sẽ giúp mình là tăng cường bộ rễ, đúng không ạ? Thì em Thảo có hai cái dòng kích rễ, một kích rễ là N3M 25.000, một kích rễ là kích rễ Thái 70.000. Đó.
Và đây là nước xịt kiến cao cấp đây. Chúng ta nếu mà chúng ta anh chị em nào mà lan chúng ta ít thôi ấy, thì chúng ta có thể là sử dụng cái này để chúng ta xịt trực tiếp vào cái cây hoa của mình. Đây. Còn đây là xịt côn trùng này. Đấy. Cuốn chiếu các kiểu này. Đấy. Một cái thì em bán là xịt kiến 50.000, xịt côn trùng 50.000. Còn nếu mà anh chị em nào mà vườn rộng thì chúng ta có thể phụt xun cả lấy cái này về. Đây cũng là một thuốc diệt kiến này, chúng ta sẽ pha đây này. Một cái lọ này thì chúng ta sẽ pha được với 10 lít nước. Đấy. Sử dụng cái này cũng 50.000 thôi. Và bả sen, bẫy sen đúng không ạ? Bả sen này em bán là 35.000. Đấy. Vườn nào có ốc sen nhiều. Và đây là thuốc kích hoa. Thuốc kích hoa này sẽ giúp cây của chúng ta ra hoa nhiều, căng bông và to đẹp hơn đúng không ạ? À, hoa của chúng sẽ nở đều hơn. Một lọ này thuốc kích hoa của Thái Omega 3 này, Omega này thì em bán là 90.000. Nano bạc này. Nano bạc này để phòng chống thối nhũn thì nó cũng giống với Kinkin Boom, giá của nó bằng nhau 55.000. Đấy. Nhầm, nano bạc là 45.000, còn Kinkin Boom là 60.000 nhá cả nhà nhá. Đây. Nếu mà để phòng thối nhũn thì chúng ta một tháng chúng ta phun 2 lần. Có thể là sử dụng Kinkin Boom cũng được. Đấy. Và đặc trị vi khuẩn, đặc trị nấm thì chúng ta sẽ sử dụng Stainer là 20.000 một gói. Nói chung là về sự hướng dẫn liều lượng thì gia đình em Thảo cũng có ghi ra một bảng. Cô chú anh chị về chúng ta có thể làm đúng ở trên cái này cũng được, hoặc là theo cái sự hướng dẫn, nói chung là cũng như nhau thôi. Và tiếp theo đó chính là viên thuốc trị thối nhũn. Đấy, cực kỳ là hiệu quả luôn. Em bán là 20.000 một viên. Đó, là một gói, đây là dạng viên sủi nhé cả nhà nhé. Đây ạ. Một viên này thì chúng ta sẽ sử dụng được với 16 đến 20 lít nước này. Đó. Cái này sử dụng cho bắp cải rất là tốt, và đặc biệt là sử dụng cho cây lan cũng cực kỳ là tốt luôn. Đấy. 20.000. Đặc trị vi khuẩn 35.000. Hiệu đặc biệt cũng là đặc trị sương mai, phấn trắng, thán thư, nói chung là nó cũng là như vậy. Em bán là 35.000, hai cái đều như nhau hết. Kiki thì gia đình em Thảo có Kiki duy đỏ và Kiki duy xanh. Kiki duy đỏ thì nó là dạng bôi, còn Kiki duy xanh là dạng phun. Đấy, nó có sự hướng dẫn hết rồi. Em bán với giá là 60.000 duy xanh và 80.000 duy đỏ nhé cả nhà nhé, Kiki. Và dây thì hiện tại thì gia đình em có dây buộc 100m này. 100m tờ đây. Em bán là 50.000. Dây buộc nhá. Đấy, keo liền sẹo. Keo liền sẹo này em là hàng của Mỹ, keo liền sẹo màu đen ấy, hàng rất là tốt đấy, em bán là 50.000. Bả sen em cũng nói rồi nhờ, 35.000. Đây. Phân bón lá đậu châu 501 này, nảy chồi ra hoa. Đó, em bán theo bộ nhá. Đấy, nó có cả cái cây, có cả đậu châu 701 nữa này, kích thích ra hoa nữa. Đấy. Em bán một bộ lá. Em bán là 75.000 một bộ nhá cả nhà nhá, gồm còn sẽ được hai cái này. Đấy. Nên bán lẻ thì là 25.000 một cái. Thuốc dẫn diệt ruồi vàng được rất nhiều cô chú anh chị mua về để chúng ta diệt những con côn trùng bảo vệ hoa lan của chúng ta khi mùa xuân đến. Mùa xuân đến thì cây hoa lan của chúng ta bắt đầu nảy mầm, nảy chồi rất là nhiều, và còn có một số cây thì đang có nụ chuẩn bị đơm hoa đúng không ạ? Nên là để bảo vệ hoa lan của chúng ta một cách trọn vẹn thì chúng ta có thể là mua 1 đến 2 hộp thuốc diệt ruồi vàng này về để chúng ta diệt những con côn trùng gây hại hoa lan của chúng ta. Và nếu mà anh chị em mà cái vườn lan mà rộng trên 1.000m² đấy ạ, thì chúng ta mới nên mua 2 hộp, còn không thì chúng ta chỉ mua 1 hộp thôi ạ. Và nếu mà không sử dụng hết thì chúng ta sẽ để lại hộp lần sau. Đó, thì chúng ta sẽ đậy nắp kỹ vào. Và đây có sự hướng dẫn hết rồi, nên là anh chị em mua về thì chúng ta chỉ việc làm theo thôi ạ. Đó, đây là một cái sản phẩm rất là hữu ích khi mà mùa xuân đến. Em Thảo bán với giá là 50.000. Đó, thuốc dẫn dụ diệt ruồi vàng bảo vệ hoa lan của chúng ta. Thảo cảm ơn cả gia đình mình đã luôn ủng hộ shop hoa lan Chu Thảo, thành phố Lạng Sơn. Cô chú anh chị xem video của em nhớ đăng ký kênh của em bằng cách ấn vào chữ đăng ký. Hiện lên cái chuông thông báo, anh chị em ấn vào chuông thông báo thì sẽ nhận được video của gia đình em cập nhật hàng ngày. Và bây giờ em xin kết thúc video đây.